hôm nay tiếp tục về xe ga 50cc nhé. Đây là xe ga 50cc chạy bằng xăng. Đây là màu xám, xám màu trắng, màu xanh, màu đỏ tươi, màu đen bóng, đỏ đun, màu cam, rất là nhiều màu đẹp. Xe điện xe máy Quang Hiếu 225B Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn.